Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh của Tâm Lửa. Hôm nay mình làm clip nói về đồng hồ đeo trên app. Đây, cái đồng hồ này hơi nặng. Hơi nặng các bạn ha. Đây, đồng hồ đeo trên app nè. Nó có hai ngõ vào nè. Hai ngõ vào để nó so sánh trên lệch áp suất ăn thường thấy ở các cái bộ lọc các bạn ha. Như thường lệ ha, mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong có gì nha. Cái nắp ha, để bên nè. Thì mình sẽ lấy cái kim này ra nha. Mình sẽ dùng cái đồ mở kim này ha. Các bạn ha. Các bạn ha. Cái đồ mở kim này mình mở ra nè. Đây, mở rất là nhẹ nhàng ha. Nếu mà không có cái đồ này là các bạn mở rất là cứng nha các bạn ha. Cái nắp ra luôn nha. Đây là cái đồng hồ đeo trên app nè, các bạn xem nè. Cơ cấu của nó khá là phức tạp ha, cho nên cái loại này nó cũng khá là mất tiền. Cái loại này là chuyên dùng cho bên dầu khí ha. Thì cái như bạn thấy cái ống này hơi xấu nè, là cái ống này là do bên mình chế lại nè, tại vì cái ống cũ nó giống như nó bị xì rồi. Bây giờ mình phải chế lại. Như các bạn thấy bên trong ha. Thì nó có hai cái đầu này để lắp một đầu áp suất cao và một đầu áp suất thấp nè. Nó sẽ đưa vào cái này gọi là hai cái hộp, cái gọi là below ha các bạn ha. Hộp below có nghĩa là cái này là cái một cái hộp trong đó là cái dạng như giống như một cái lồng đèn. Các bạn nhìn thấy cái lồng đèn của bên Trung Quốc ha, nó dạng xếp á, mở ra xếp vô á. Nhưng mà cái này là bằng kim loại nè, khi mà có áp suất tác động vào đó thì cái hộp của mình nó sẽ mở ra, áp suất hút lại á, thì cái hộp mình nó sẽ thu xếp lại ha. Thì hiện tại là ở đây để mình sẽ lục ra trên mạng của nó có cái nguyên lý của cái bì lô này không, mình cho bạn xem ha. Thì bây giờ mình chỉ quay cái cấu tạo bên trong của cái này thôi nè. Đó, như bạn thấy nè, đầu này bì lô này là cho áp suất thấp nè, đầu này bì lô này cho áp suất cao nè. Cái đầu hai đầu này nó chảy qua đây nè ha. Khi đó thì trong này nó có cái ti nha các bạn, để mình chỉ cho các bạn xem cái ti nè. Ti bên trong nè. Nó hơi khó thấy ha. Cái ti này nè. Áp suất đầu cao nó sẽ đẩy cái ti này về một phía nè. Áp suất đầu thấp này nó cũng đẩy cái ti này đi nè. Rồi hai cái ti này so sánh với nhau để coi thử cái lực nào mạnh hơn ha. Nếu mà cái lực bên này áp cao này nó mạnh hơn, nó sẽ đẩy cái cây này nè về đây nè. Đẩy cái cây ở giữa này nè. Còn áp suất bên thấp này mạnh hơn thì đẩy này về đây ha, nhưng mà thường là áp suất bên cao lúc nào cũng mạnh hơn bên thấp nha các bạn nha. Đó, mình gắn cái kim vô, bạn thấy kim cho cái kim nó chạy nè. Đây, kim đi ha. Ví dụ như áp suất bên này nó mạnh hơn là nó sẽ đẩy cái này về đây nè. Không, cái này là bên thấp nha. Cái này bên cao nè, áp suất bên này cao là mạnh hơn nè. Đó, nó sẽ đẩy nè. Đẩy cái này đi lên nè. Đó, cây kim nó chạy lên. Hai các bạn ha. Đó, thì về nguyên lý á, thì nó như vậy thôi. Nhưng mà để tạo ra cái này là nó tương đối phức tạp ha các bạn. Bạn nhìn cái cơ cấu là cũng biết rồi, nó tương đối chắc chắn và rất là phức tạp. Cái đồ này là chuyên cho bên dầu khí ha. Các bạn có muốn mình mở luôn mấy cái linh tinh này ra xem luôn không? Để mình mở ra xem luôn nha. Để mình lấy cái kim này ra. Đó. Mở từng cái ra xem nha. Hình như hơi bị hấp dẫn nha. Đây, cái này trước tiên là mình sẽ mở cái cục này gọi là bộ truyền động ha. Mình gỡ cái này ra trước nè. Đây, mình gửi cái bộ này ra ha các bạn ha. Thì cái bộ này giống như là nó sẽ truyền chuyển động của cái này nè, để cho nó làm quay cái này, làm cho cái kim này xoay ha.
để mở nó ra cho nó dễ thấy nè. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy được bên trong. Các bạn cũng vẫn còn hơi khó thấy tại vì quá nhiều chi tiết nè. Cái này cái ti ở giữa là ti cảm ứng lực nè. Khi mà lực nó dư nó đẩy qua ha. Đẩy cái này qua nè. Bạn thấy cái lò xo này nó giữ để nó cân bằng lực ha. Khi áp cái này cao quá thì nó đẩy này đi, nó làm cái kim xoay nha các bạn ha. Cái ống này các bạn thấy nó hơi ngố là do ống này bên mình là mình chế lại nha. Tại vì cái ống cũ nó rất là đẹp nè. Ống zin nó rất đẹp nè, nhưng mà nó bị xì ra. Mình chế lại ha. Chế lại xem được hay không, nhưng mà cuối cùng chế lại mình cải lắp lại cũng không được. Cái bộ này nó bị hư luôn ha các bạn ha. Về đồng hồ đo trên app thì nó có rất là nhiều kiểu cảm biến khác nhau ha các bạn ha. Mặc dù là cùng tính năng đo trên app nhưng mà nó sẽ có nhiều thiết kế khác nhau là tùy thuộc vào áp suất tĩnh của mình là bao nhiêu. Áp suất tĩnh là sao? Ví dụ cái đồng hồ đo trên app của bạn khi mà bạn mua, bạn muốn nó đo trên app là 1 ký, có nghĩa là áp suất đầu vào với áp suất đầu ra nó chơi nhau 1 ký. Như vậy cái độ trên 1 ký đó là nếu áp suất đầu vào của bạn là 5 ký, áp suất đầu ra của mình là 4 ký thì nó sẽ là trên áp là 1 ký là ok. Nhưng mà nếu áp suất đầu vào của bạn là 100 ký và áp suất đầu ra của bạn là 99 ký thì trên áp của bạn nó vẫn là 1 ký. Nhưng cái áp suất mà nó cái cục này nó chịu được nè. Trường hợp thứ hai 100 ký á là cần cái cục này chịu được 100 ký. Trường hợp đầu á nó chỉ có 5 ký thôi, chỉ cần cái cục này thì chỉ chịu 5 ký thôi. Và có nhiều cái thiết bị nó sẽ chịu được áp suất cao và nhiều cái cảm biến nó sẽ chịu được áp suất thấp. Ha. Cho nên khi mà bạn mà đặt mua cái cảm biến cái đồng hồ trên app này, các bạn lưu ý là cái áp suất tĩnh hay cái áp suất đầu vào của mình đó ha là bao nhiêu đó, để hoặc là cái áp suất thiết kế có nghĩa là lớn nhất là bao nhiêu. Nếu mà bạn không cung cấp cái thông số này á mà áp suất thiết kế của bạn mà nó chạy lớn á, ví dụ như bạn mua mà bạn không cung cấp á, mà người ta cái cung cấp cho bạn cái loại mà chỉ chịu được áp suất đầu vào là 5 ký thôi, nhưng mà trong khi đó là bạn chạy là tới 100 ký. Cái đầu này 100 ký, đầu này ra có 99 ký. Đó, thì cái bộ này của bạn ha là khi mà gắn vào nó chạy là nó nổ cái bụp. Vô cùng nguy hiểm ha các bạn ha. Nếu như cái này mà bạn đo cho dầu khí thì nó nổ toàn bộ cái dầu khí gì nó bung ra đây hết. Rất là nguy hiểm ha các bạn. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment hoặc là liên hệ với mình theo số thông tin ở bên dưới phần mô tả ha. Sản phẩm này bên mình cũng có cung cấp nha. Cảm ơn bạn đã xem video clip này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận các video clip mới. Một lần nữa, xin cảm ơn.